Chào mừng anh em đã quay lại kênh của mình. Thì hôm nay mình tiếp tục một video về về Thần Thú Đại Chiến nha. Thì video này mình sẽ nói về ba thứ. Thứ nhất là công bố kết quả trúng ạt á, mình đã có video trước đó rồi. Thứ hai là nói về sự kiện Red sắp tới. Thứ ba là tặng ạt tiếp. Đấy, mình thấy các bạn thấy mình ok không? Tặng ạt nữa. Mình lại tiếp tục tặng ạt cho các bạn ha. Rồi, mình sẽ nói về trúng thưởng nha. Thì kết quả xổ số thì nó đang sổ nữa các bạn, đang sổ nhưng Đà Lạt đã sổ số đầu rồi nha, sổ số đầu rồi. Thì kết quả xổ số là số 26 cho video này các bạn ha, video. Đây video này. À mình cũng nói luôn các bạn này. Trong video của mình, video của bạn. Do mình tặng ạt là bên Thần Thú Đại Chiến nên mình quay video chính nằm ở bên đó. Thì trong quá trình mình quay video, mình có một cái video bên Học Viện Mega là mình cũng có nói về nói vào cái sự kiện bên Học Viện Mega. Xong đó mình có nói dẫn các bạn qua bên Thần Thú video. Ủa sao nó lắc dữ vậy? Qua cái là link bên Thần Thú Đại Chiến để tham gia event. Nhưng mà các bạn lại không link qua bên đó mà các bạn comment bên video của Học Viện Mega. Nên các bạn thông cảm nè. Nếu những bạn nào comment bên video của Học Viện Mega như thế này, mình sẽ mở lên cho các bạn xem. Đây, những bạn nào comment như thế này, những bạn nào comment số như thế này thì mình có gửi cái link như thế này. Mong các bạn qua bên kia có, hoặc là mình vô tình mình chưa gửi link comment lại á, thì mong các bạn thông cảm là nếu các bạn có vô tình trúng thưởng thì các bạn thông cảm cho mình. Thì mình cũng có nói trong video là các bạn qua bên video cái link chính đâu rồi. Link chính là link bên Thần Thú Đại Chiến này. Đây. Link này. Link này để tham gia sự kiện. Thì chính thức là số là số 26 nha các bạn ha. Số 26. Số 26 thì mình sẽ tìm kết quả nha. Mình sẽ tìm kết quả nha. Mình thấy có số 25 rồi, không biết có số 26 hay không. Đây có số 26. Hai bạn cùng comment ha, bạn cùng comment 26. Nhưng mà bạn này là 5 giờ, bạn này là 1 ngày. Thì bạn này đó trúng thưởng nha. Bạn Blackcat này nè. Thì đã tìm được người trúng thưởng luôn khi mà mới gõ số đầu tiên nha. Số 26 là đã có 2 người trúng nha. Rồi bạn để lại số Zalo, mình sẽ liên hệ để trao ạt. Rồi, vui lòng bạn để lại số Zalo để mình liên hệ trao ạt nha. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ nếu bạn không liên lạc với mình, có nghĩa là 16h30 ngày 8 tháng 5 bạn không liên lạc với mình sẽ trao giải cho bạn Nguyễn này nha, Nguyễn vậy nha. Thì mong là bạn liên hệ với mình sớm nha. Rồi đó là xem như là kết thúc sự kiện phần thưởng ạt nha các bạn ha. Mình sẽ những bạn nào chưa trúng thì các bạn cứ theo dõi kênh của mình sẽ còn nhiều ạt để tặng cho các bạn. Thật ra là ạt thì mình cũng liên hệ với những anh em mà chơi rồi bỏ, hoặc là chơi rồi nghỉ, hoặc là không có thời gian chăm ạt thì những anh em đó thay vì bỏ ạt cũng liên hệ với mình để gửi lại ạt. Thì cái ạt vừa rồi là cũng có anh em đó là ảnh bận quá, ảnh không có thời gian chăm thì anh để ạt lại cho mình để mình tặng. Rồi sắp tới mình cuối video này mình lại tặng ạt tiếp, các bạn cứ yên tâm. Rồi bây giờ mình sẽ nói về sự kiện sắp tới đây các bạn ha. Thì vừa mới kết thúc sự kiện Red đợt 1 nhưng mà lại có sự kiện Red đợt 2 là Jirachi và Dialga. Không biết là giữa hai sự kiện này nó có thêm một sự kiện nào khác hay không thì mình đợi xem là nó có sự kiện hay không. Nhưng trước mắt là mình sẽ nói về cái con Red trước đã, chết Red của hai cái này mình nói sơ qua cái đã. Rồi sau anh em có sự kiện chính giữa thì mình sẽ làm tiếp tục review phim tiếp cho các bạn ha. Thì giữa Jirachi Dialga thì các bạn nên lấy con nào bỏ con nào thì mình đã có nhiều video nói về hai con này rồi, nhưng mà mình cũng sẽ nói lại cho các bạn theo dõi nha. Các bạn nào chưa theo dõi kênh mình thì giờ cũng nói lại cho các bạn ha. Vì đây mình sẽ nói về Jirachi trước nhất. Thì đánh giá sơ bộ các bạn, mới vô đánh sớm như vậy. Đánh giá sơ bộ thì Jirachi là một con hỗ trợ support rất tốt các bạn ha, rất tốt. Đó là đánh giá sơ bộ của mình. Như thế nào thì mình sẽ nói về kỹ năng nó thêm các bạn về kỹ năng ha. Kỹ năng này Jirachi nó có điểm mạnh của nó chính là việc mà ban điều ước các bạn. Đây là một vị thần điều ước mà mình hay gọi quen là vậy. Thì điều ước của Jirachi nó sẽ sử dụng là điều ước của ngôi sao ngẫu nhiên để cầu nguyện, có 7% cơ hội tạo kích hoạt thiên duyên, kích hoạt được 3 hiệu ứng điều ước trong cùng một lúc, là hiệu ứng kéo dài trong một hiệp, có nghĩa là nó có 7% để kích hoạt 3 cái hiệu ứng cùng lúc nha các bạn ha. Rồi điều ước đầu tiên là điều ước màu xanh lá, chọn mục tiêu có tỷ lệ sống thấp nhất trước tăng giảm sát thương lên 30%, tăng 20% HP nếu thêm HP đầy đủ. Hồi 40 đến 30% lượng máu mất trong mục tiêu trước khi bắt đầu lượt mục tiêu. Đấy. Này các bạn nhìn thấy nè, Jirachi nãy đánh đó, là nó có một cái điều ước nè. Đấy, điều ước lên con có máu nước nha. Đó, các bạn thấy không? Rồi, nó thêm gì nữa bạn? Điều ước thứ hai là điều ước sao băng là tạo bạo kích cho mục tiêu. Đấy, điều ước thứ ba là điều ước hộ vệ thần là ưu tiên xua đuổi đồng minh đang bị kiểm soát và nhiễm dưới điều khiển xua đuổi. Đấy, có nghĩa là giải trừ khống chế đó bạn. Rồi, với bộ ba điều ước ở trên thì Di nhận được một lớp điều ước của ngôi sao và đặt lại thời gian hồi các kỹ năng nhỏ điều ước, tăng hiệu ứng không thể bị xua đuổi, tăng 10%. Sau khi nó chết thì nó cứ vào cái ngủ ha. Rồi nó sẽ kêu gọi quái vật địa cầu đối phó Jirachi đó. Rồi, về kỹ năng 1 các bạn, đó là về cái kỹ năng bị động ha. Kỹ năng 1 của nó vì là Jirachi triệu hồi một thiên thạch đáp xuống mục tiêu kẻ thù gây 100 tấn công đặc biệt, tốc của bản thân lên 15% và có 7% khiến đồng minh ngẫu nhiên thêm một điều ước. Đây nó chỉ đánh như đây và nó khiến cho đồng minh mình có một thêm điều ước. Đấy, điều ước màu đỏ, màu hồng với màu tím. Vậy sức mạnh sao băng tăng bạo kích nha. Đấy, nãy là con này nó lại được điều ước, bây giờ nó thêm một điều ước nữa rồi. Cứ mỗi lượt nó đánh thì nó mất điều ước thôi. Quên, con này thì tắt cái này đi. Rồi, kỹ năng thứ hai của nó là Jirachi mở con mắt sự thật trong bụng tồn tại trong một hiệp, phóng ra một tia tấn công đặc biệt, con mắt sự thật hiệu ứng đặc biệt, tỷ lệ phòng thủ kháng bạo kích tăng lên 30% trong thời gian này sau bất kỳ hành động đồng minh nào. Jirachi có 7% cơ hội thực hiện được. Đấy, lại tiếp tục được. Nói chung là tất cả kỹ năng của nó đều có liên quan tới điều ước. Đấy, nó lại con này lại thêm một điều ước. Đấy, nên qua do đánh nãy nên qua mạng nó sẽ bị mất các bạn ha. Con này thì về kỹ năng sát thương thì đối với những anh em mà nuôi ít, nuôi thấp thì nó sẽ không có gây sát thương nhiều. Nhưng mà đối với những anh em nuôi top thì có thể gây sát thương hơi nhiều đó. Mình sẽ lát nữa mình sẽ cho các bạn xem là Jirachi nó khi nó gây sát thương là như thế nào. Bạn thấy cái điều ước của con Jirachi hồi nãy con bọ nó có được một điều ước, rồi bây giờ nó thêm một điều ước nữa. Thì nó có 75% khi mà đồng minh có một lượt đánh thì nó có thêm cơ hội để tặng điều ước. Nó chủ yếu là liên quan tới điều ước để giúp cho team đồng minh của mình ha. Rồi, về anti là cầu nguyện cho sức mạnh soi chọi. Cái chuyện đó sức sát thương nó không quan trọng đâu. Xóa bỏ các hiệu ứng đều bắt ra khỏi mục tiêu ha. Rồi, trong vòng tiếp theo khi hiệu ứng của lời chúc lên đồng minh kết thúc bao gồm tất cả các chết, hãy thả một thiên thạch. Đấy, lại kích hoạt điều ước. Đầu tiên cái kỹ năng quan trọng nhất của nó vẫn là kích hoạt điều ước. Đấy, các bạn thấy Jirachi đẹp không? Mình hay gọi là vị thần điều ước mà. Để nó cứ ban điều ước thôi. Kỹ năng nào nó cũng ban điều ước. Lại tiếp tục ban điều ước. Qua màn xóa điều ước. Thì nói các bạn là khi có Jirachi trong đội hình, các bạn kẻ có những cái bộ skill có những cái hỗ trợ cho team các bạn. Thứ nhất là nó hỗ trợ cho team ban 3 điều ước, thì mỗi điều ước nó có là trị lành vết thương, tăng bạo kích, rồi thêm đây là nó không, lần này nó ra 3 điều ước luôn. Đấy, tăng bạo kích, điều ước xanh là gì quên rồi, xua đuổi, kiểm soát, miễn dịch. Đấy, giờ là 3 điều ước rồi các bạn thấy không. Nhưng mà khi nó lên 8 sao nó còn, khi nó lên được 8 sao thì mới vô đầu trận đấu nó là ban điều ước rồi. Đấy, các bạn thấy ngon không? Đấy, vô đầu trận đấu là có hồi máu, có xua đuổi, có bạo kích liền. Đấy, Hai nữa là trong team các bạn nó sẽ giảm được cái nhiều cái, nó tăng được cái hỗ trợ cho các bạn về mặt xóa cái hiệu ứng nè, tăng giáp nè. Đấy, giúp đồng minh núp chủ lực của mình thêm bạo kích là thấy quá đỉnh không? Một trong những con support có thể chơi lâu dài được. Rồi các bạn nên ưu tiên lấy nó. Ha, ưu tiên. Và đặc biệt nó là hệ thép thì các bạn càng phải ưu tiên nữa. Các bạn thấy nè, nó là hệ thép nha. Hệ thép thì các bạn phải chơi, nếu mà anh em nông dân chơi với bọ thì càng nên lấy. Đấy. Còn những người top thì các bạn nhiều con quá các bạn có thể bỏ qua, nhưng mà đối với anh em nào mà nạp lai gai ít đỉnh và đặc biệt là mà không nạp Jirachi là một con support quá tốt rồi, các bạn chắc chắn phải lấy. Red tới các bạn 100% các bạn lấy nha, ưu tiên tuyệt đối. Bạn nhớ nha. Nhớ là phải lấy nha. Rồi mình sẽ nói qua con khác. Rồi, tiếp theo là mình sẽ nói về Dialga. Dialga là một con lại hệ thép. Có nghĩa là nếu anh em nào chơi hệ thép thì khả năng là các bạn nên lấy cái 2 con. Nhưng mà ưu tiên nếu bạn không đủ kim cương các bạn lấy Jirachi trước, còn đối với bạn đủ kim cương các bạn lấy luôn Dialga. Dialga là một con hệ thép thì nó có nó là mình hay gọi là dị thần thời gian đi, nó dễ. Thì cái con này nó sẽ đầu tiên là kỹ năng về bị động thì nó hấp thụ 4% sát thương được thần thời gian dựa vào rạn nứt thời gian. Rạn nứt thời gian sẽ có 50% sát thương khi dòng lớn kết thúc và bắt đầu dòng lớn tiếp theo tương ứng. Sự tồn tại là nó tăng 20% con đặc biệt cho chính bản thân nó ha. Nhận được hiệu ứng hỗ trợ. Hỗ trợ là sau khi đồng minh sử dụng đòn tấn công của bạn, Jirachi tấn công mục tiêu. Có nghĩa là con này nó hay đánh ké, bạn cứ nó cứ đồng đội nữa mà đánh là nó có cơ hội đánh ké lần. Đấy. Hai bàn được. Đấy, các bạn thấy không? Nó đánh ké. À, ngon chưa? Ngon chưa? Mặc dù có thể là đánh không nhiều nhưng mà có đánh là ngon các bạn, đúng không? Có đánh là lại ngon rồi. Đấy. Rồi kỹ năng của nó nè, kỹ năng 1, bắn tia laser lên cái địch cho bản thân tăng thủ vật lý 2% trong 2 hiệp. Trồng lên 2 lần. Đấy. Nó giúp sẽ tăng thủ lên. Đấy. Đấy, tăng thủ lên các bạn thấy không? Đấy. Đây là một trong những con thủ của hệ thép nha. Các bạn cố gắng nếu mà được thì nên lấy cả 2. Trời, Jirachi mạnh vậy. Chết luôn. Xàm thiệt. Tại vì con này mình không có chơi các bạn. Trong team mình thì mình không có chơi với team thiên về hệ thép. Đấy các bạn, nó lại không đánh là nó có cơ hội đánh. Đấy, đánh không được giết được một mục tiêu. Nâng cao thì nó lại thêm nữa các bạn. Đấy, đánh lại đánh. Đấy các bạn thấy không? Đấy. Rồi nói về kỹ năng 2 của nó ha, triệu hồi trọng lực tấn công gây áp lực, gia tốc thời gian và không gian cho đồng minh ngẫu nhiên. Đấy. Ngay lập tức tăng 10% đòn tấn công kép, nộ khí của đồng đội gia tăng sẽ truyền cho 50%. Đấy. Thấy ngon không? Nó sẽ truyền gia tốc đồng đội, gia tốc thời gian và không gian sẽ truyền cho nó 50%. Đấy. Nè. Nó bị nhiễm điện rồi. Đấy, lại được đánh ké. lại đánh ké. Đấy các bạn thấy không, chết luôn rồi. Thật là xàm. Thầy con này mình không đần các bạn. Rồi nói về kỹ năng anti của nó nè. Đừng nói tao chết nữa nha. Nãy quên để duy chi trước ha. Lại đánh ké. Rồi tiếng gầm thời gian. Dialga đến từ một hành tinh khác, phát ra tiếng gầm thời gian và nổ tung sức mạnh bóp méo thời gian ngay lập tức, bỏ kẻ thù trong cột, gây ra công đặc biệt và khiến mục tiêu nhận sát thương bằng 30% sát thương lớn dòng khi kết thúc, lên đến 900% công đặc biệt của Dialga, tạo ra kỹ năng tối thượng xóa tất cả các khoảng cách về thời gian như chi. Đấy. Ủa sao nó không? Đấy, tạo ra trong chiều không gian khác. Đây là một con hạng dạng thủ và chuyên đánh ké các bạn ha, Dialga. Đấy các bạn có thấy ha. Đấy, là một sự kết hợp của tim thép. Lại có cơ hội đánh ké. Đấy, thấy ngon không? Đấy. Và mình sẽ cho các bạn xem một trận đấu có Jirachi vào trận đấu Dialga. Đây, Jirachi 8 sao các bạn ha. Jirachi 8 sao là mới vô nó sẽ ban điều ước trước rồi nè. Rồi nó đánh lại ban tiếp tục điều ước, các bạn để ý ha. Đấy. Điều ước. Đấy các bạn, Jirachi 8 sao là nó quan trọng ở điểm đó các bạn ha. Khi lên 8 sao nó lại có điều ước nhiều đến như vậy thì các bạn team biết rồi. Được hỗ trợ khá nhiều về việc điều ước thì các bạn phải hiểu điều đó là như thế nào ha. Nó sẽ hỗ trợ team rất lớn nha. Mình chỉ test cho các bạn xem là Jirachi nó 8 sao ở trong một trận đấu là nó như thế nào, nó sẽ ban điều ước, nó tăng giúp các bạn hồi máu, giúp các bạn dạy khống chế, giúp các bạn thêm kháng hiệu ứng. Đấy. Thêm 3 tăng bạo kích. Đấy trời ơi, quá nhiều thứ. Bạn chú ý nha. Rồi, qua trận đấu khác. Rồi đây là một trận đấu có Dialga các bạn ha, Dialga. Đây có Dialga. Đây Jirachi hai bên đều 4 sao nên là mới đầu vô nó không có điều ước nè, phải đợi đánh mới có điều ước các bạn ha. Đây Dialga đó, các bạn thấy không? Dialga này là phải các bạn kết hợp đi với team hệ thép á, nó sẽ ngon. Nha. Jirachi khi chết là nó sẽ gì đây? Nó chuyển về cái kén nè, nó đỡ được thêm vài kill nữa các bạn. Rồi, đó là những điều mà mình nói với các bạn. Rồi, tiếp theo là mình sẽ nói về việc tặng ạc. Vấn đề thứ ba là tặng ạc các bạn. Thì ạc này là ạc ở level mới level 51 VIP 5 thôi, nhưng mà ạc là ngày diễn ra server, mở ra server là ngày thứ 9 nha. Ngày thứ 9 ngày thứ 10. Thì ạc này của một anh bạn thường xuyên cho mình mượn ạc và tặng ạc. Tạo cho mình ạc để tặng. Thì ạc này có cái gì bạn? Ạc này là kết đội hình của ạc là chuẩn nha. Đây, tăng có, đam có, support có. Đấy. Rồi, ạc này còn vừa rồi còn chơi biết cách chơi là lên 300 mảnh dạng năng đỏ nha. Đấy, 300 mảnh năng đỏ. Rồi. Thì như một lần nữa mình nói đó, thì anh em nào quan tâm đến những cái ạc mà mình cho mình tặng thì cứ việc tham gia event ha. Event thì mình rồi event tặng ạc đó thì mình sẽ lấy kết quả xổ số Đài Bạc Liêu ngày thứ 3 tuần tới này, là bữa nay ngày 7 ngày 8 ngày 9 Đài Bạc Liêu, kết quả hai số đầu nha, hai số đầu, kết quả số đầu thì vẫn như cũ. Các bạn cứ comment một số có hai chữ số nha, một số có hai chữ số bất kỳ. Các bạn được quyền sử dụng nhiều tài khoản để comment và nhưng không được quyền sửa, các bạn được quyền xóa đi comment lại hoặc không được quyền sửa nha. Và kết quả số thì trước 16 giờ là mình sẽ chốt kết quả nha, cứ giống như bao sự kiện khác mình tổ chức rồi. Rồi thì anh em nào có muốn sở hữu ạc này, đây là ạc sau tân thủ 7 ngày nha, ạc đã chơi tối ưu tài nguyên cho các bạn rồi. Mình hy vọng là các bạn ha, ạc tân thủ nhưng mà đã tối ưu tài nguyên các bạn, và rồi chơi Red đó, còn quay được sự kiện tiêu hoàng trả kim cương mạnh dạng năng đỏ nha, 80 mảnh dạng năng đỏ luôn nha các bạn ha. Anh em nào cứ quan tâm tới ạc này thì liên hệ với mình. Quên lộn, tham gia event để nhận ạc nha. Thì mình chúc các bạn tham gia event sẽ trúng thưởng nha. Mình mong các bạn tham gia thì tương tác lại với mình bằng cách một like, đăng ký, một chia sẻ trên kênh của mình, hỗ trợ cho mình trong cái việc mà tương tác giữa mình với các bạn. Rồi video bên đây mình kết thúc ha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video khác nha các bạn ha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.